Xin chào mọi người nhé, mọi người ơi, mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn bộ xích đu Phượng Hoàng Tết đôi khung trắng đệm hồng bên mình cho các bạn xem nhé. Đây là dòng xích đu Phượng Hoàng Tết đôi bên mình này, dành cho hai người ngồi này. Các bạn có thể ngồi như mình hoặc các bạn có thể nằm này, rất chi là thoải mái nhé. Cái bộ xích đu này là dòng xích đu to bên mình các bạn ạ. Các bạn có thể để ban công rộng này, phòng khách rộng này, hoặc là các bạn để ngoài sân rộng ấy, dùng để ngồi thư giãn với gia đình này, ngồi chiêu chịu rất chi là thoải mái nhé mọi người nhé. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay chi tiết giới thiệu cho các bạn xem sản phẩm bên mình nhá. Đây là dòng xích đu hai cần này, khung của nó là sắt sơn tĩnh điện chống rỉ nhá mọi người nhá. Lồng dưới hai dây xích này này là cái lồng bên mình này, lồng xích đu này màu trắng này được tết đan này, hoàn thiện sản phẩm rất chi là cao nhá mọi người nhá. Này các bạn nhìn này, kiểu dáng rất đẹp và sang trọng nhá. Còn đây là đệm xích đu bên mình nhá, đệm bên mình đều có chi tiết cái khóa nhá, khi mà giặt thì các bạn có thể tháo ra giặt được rất chi là tiện lợi nhá mọi người nhá. Còn đây là chân của nó này rất chi là bóng và đẹp này, to chắc chắn nhá. Cái dòng xích đu này chịu được sức nặng 300 cân cơ, nên mọi người an tâm nhá mọi người. Đây, cả bộ xích đu thì gồm có một bàn và một ghế nhá. Ghế này thì khi các bạn mua này thì sẽ được kèm hai đệm như thế này nhá, ngồi rất chi là thoải mái nhá. Mình thấy cái kiểu dáng ghế này này, kiểu dáng ghế cái bộ xích đu này rất chi là hiện đại và sang chảnh nhá mọi người. Ngoài màu trắng này ra thì mình còn có màu nâu, màu đen, màu xám, thì tùy vào nhu cầu các bạn thì các bạn có thể chọn màu khung cho hợp lý nhé. Đệm màu hồng này ra mình còn có màu xanh, màu xám, màu trắng, màu vàng nữa mọi người ạ. Đấy, thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu khung và màu đệm cho phù hợp nhé. Thôi mình giới thiệu qua sản phẩm một đoạn đấy thôi. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.